tiên là mình tạo một vòng tròn như phân tích rồi ha, và như phân tích là cái chỗ đó là đây 70 ha, 70 vòng tròn 70, xong rồi ta đi xuống một độ cao là 25, đi xuống 50, đi xuống 75, đi xuống 100, cái thì mình tính nó có một bước tương ứng là 7, 5 nè, 7 rưỡi nè, 10 nè, mình tăng lên là 7 rưỡi nè, và còn 5 nè. Đó, thì quan trọng nhất là chỗ này là tính từ cái phần được tính tại chỗ này, chỗ mà 75 với 25 thì được tính là 25 nè. Thì không có cái mặt nào được.